Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay em sẽ làm một video shop xe 88 hỏi và các bác trả lời. Đây là một video ngắn gọn để các bác khi mua xe có thể là hiểu được những câu hỏi đơn giản, những câu hỏi dễ nhất để chọn mình cho mình một xe đạp ưng ý. Đầu tiên, các bác mua xe đạp cho ai đi? Đây là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, các bác mua xe đạp hay đi đường như con đường như thế nào? Đấy, câu hỏi thứ ba, các bác mua xe đạp tầm giá bao nhiêu? Câu hỏi thứ tư, các bác cần mua cấu hình như thế nào? Và câu hỏi thứ năm, các bác mua cho nam hay nữ đi? Đấy, câu hỏi thứ sáu, các bác đang quan tâm đến hãng xe nào? Câu hỏi thứ bảy, các bác đã chọn cho mình được chiếc xe nào ưng ý chưa? Đấy, và câu hỏi thứ tám, đó là các bác cần ship về hay là tự đặt về. Câu hỏi thứ 9, đó là các bác cần lắp sẵn hay đóng thùng. Và câu hỏi thứ 10, mà câu hỏi này thì rất là nhiều con số phải trả lời, đó là chế độ bảo hành như thế nào. Đấy, các bác muốn dòng xe chế độ bảo hành như thế nào. Đây là rất là nhiều câu hỏi mà bên em đã tổng hợp lại sau khi là tư vấn bán hàng trực tiếp cho các khách hàng. Nói chung là khi các bác mua xe thì các bác thường sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà nhiều bác ngại không dám đặt ra câu hỏi vì ai thế thôi, đi mua xe mà nó chúng hay đi mua đồ, bất kỳ đồ gì thì ban đầu khi tiếp xúc nó còn có một cái gì đó ngại ngùng. Thì đây là những câu hỏi mà em hay gặp, hay hỏi khách hàng để các bác có thể là đưa ra những gợi ý để em sẽ tư vấn cho các bác những chiếc xe đạp nó phù hợp. Đấy, sau khi đã chốt hàng thì em sẽ lắp đầy đủ cho các bác theo đúng yêu cầu, nguyện vọng của các bác. Đấy, theo đúng chuyên môn. Và hiện tại thì xe đạp em rất là nhiều mẫu xe. Các bác cứ quan tâm có thể truy cập website xe đạp 88.vn hoặc alo hotline 0933 522 186. Còn đây là chiếc Bentley Auto XR4, con này đang có giá 39.500.000 các bác nhé. Các bác cứ alo hotline để nhận được giá tốt nhất thị trường, 0933 522 186. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.